Thông tin từ Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện này vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân 17 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết não nghiêm trọng. Trước đó, bệnh nhân bất ngờ bị đột quỵ trong lúc đang ở phòng tập thể hình. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Trưng Vương. Qua khám và theo dõi xét nghiệm thì phát hiện nam thanh niên bị hai dị dạng rò động tĩnh mạch trực tiếp ở khu vực bán cầu não phải. Triệu chứng này rất hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở khoảng 17 người trên 1 triệu dân. Bác sĩ Nguyễn Hiền Nhân, khoa ngoại lồng ngực mạch máu thần kinh, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, khi nhận thấy tình trạng của bệnh nhân quá nguy kịch do vị trí xuất huyết nằm sâu, các bác sĩ không thể tiến hành mổ hộp sọ lấy dị dạng ra ngoài nên đã quyết định can thiệp nội mạch cho bệnh nhân để cải thiện tình trạng chảy máu. Bệnh nhân sẽ được xạ phẫu dao gamma sau một vài tuần tới.